Giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các công cụ của phần mềm Reamer Pro CC 2015. Đầu tiên đó là cái công cụ Selection Tool. Thì công cụ Selection Tool cho chúng ta chọn những cái đối tượng mà chúng ta cần thao tác. Bên cạnh đó, cái công cụ Selection Tool có thể tạo ra fade in và fade out cái đường audio của chúng ta. Giờ các bạn chọn vào cái timeline của audio và đưa con trỏ chuột vào cái vùng của audio. Các bạn lăn con trỏ chuột, nó sẽ hiển thị cho chúng ta là sóng của audio. Các bạn bấm phím Control thì cái công cụ Selection Tool nó có thêm một dấu cộng. Đấy, các bạn nhấp chọn vào, nó sẽ tạo ra một cái key và tạo ra một cái key thứ hai. Các bạn thả chuột và kéo cái key này xuống. Thì hiện tại mình đang là fade in cái audio, nó lớn dần lên. Và các bạn để ý cái volume của chúng ta, nó lớn dần. Và các bạn có thể tạo ra fade out. Thì tôi diễn viên đã hưởng, có ai biết mặt mũi tụi mày đâu. Thì đó là cái công dụng của công cụ Selection Tool. Giờ mình sẽ đi cái công cụ thứ hai, đó là công cụ Track Select Forward Tool. Thì để tìm hiểu cái công cụ này, mình sẽ cắt cái clip chúng ta ra thành nhiều đoạn. Giờ mình sẽ tạo cắt ở cái đoạn thứ 20. Các bạn quét chọn này và dùng cái công cụ đó là Razor Tool, cái lưỡi lam, và nhấp chọn, và cái phím tắt đó là phím Ctrl K. Đấy, các bạn quét chọn và bấm tổ hợp phím Ctrl K. Giờ mình sẽ chọn cái công cụ đó là Track Select Forward Tool. Thì các bạn để ý có hai cái mũi tên, các bạn nhấp chọn này. Thì cái mũi tên của chúng ta ở những cái phân đoạn nào trở về sau theo hướng cái mũi tên, thì tất cả những cái đối tượng đó được chọn. Đấy. Và cái công cụ Track Select Backward Tool thì nó ngược lại. Đó, có chiều ngược lại. Thì hiện tại các bạn đang chọn đó là nó đang liên kết là audio và video. Nếu như các bạn muốn chọn audio riêng và video riêng, các bạn hãy tắt cái công cụ Linkage Selection này. Tắt nó đi. Và chọn lại. Các bạn bấm phím Shift. Đấy. Hiện tại nó chọn là một là video, hai là audio, nó không có liên kết giữa video và audio. Đấy, tương tự. Thì cái công cụ Linkage Selection này nó liên kết giữa video và audio. Giờ chúng ta sẽ đi cái công cụ đó là Ripple Edit Tool. Giờ mình sẽ quét chọn và kéo cái phân đoạn này ra. Các bạn để ý nha. Đó là Mat Out. Đấy, và Mat In là có bao nhiêu nghề mà chúng mày không làm. Hiện tại các bạn thấy một cái gạch ngang màu xanh này, đó là một frame. Để dịch dời một frame thì các bạn bấm mũi tên qua lại. Đó, dịch chuyển mũi tên qua lại.
Hiện tại đó là 57 giây 10 frame. Và mình cho nó lên 59 giây 10 frame. Đấy. Các bạn chọn cái công cụ đó là Triple Edit Tool. Kéo ra tới đây. Thì các bạn để ý nè. Nó bù thêm cái phân đoạn là phân đoạn này. Có bao nhiêu nghề Đây. mà chúng mày không làm? Nó bù thêm. Có bao nhiêu nghề mà chúng mày không làm? Đấy. Đó là cái công dụng của cái công cụ đó là Ripple Edit Tool. Mình cần Ctrl Z lại nhé. Để cho cái phân đoạn này nó nằm sát với phân đoạn phía trước thì các bạn chuột phải này, nó sẽ hiện chữ là Ripple Delete. Thì các bạn chọn vào Ripple Delete là nó sát lại với nhau. Tiếp theo đó là cái công cụ đó là Rolling Edit Tool. Thì công cụ này như thế nào? Mình cũng chờ ra 57 giây 10 frame và mình cho lên tới 1 phút và mình chọn cái công cụ đó là Rolling Edit Tool. Mình sẽ kéo. Nó cũng tương tự, nó bù thêm cái phân đoạn mà đã bị Có bao cắt. nhiêu nghề mà chúng mày không làm? Đấy. Mình bấm phím Ctrl Z nhé. Và các bạn có thể kéo nó sát tới cái phân đoạn mà chúng ta vừa cắt. Có bao nhiêu nghề mà chúng mày không làm? Lại đi làm cascader. Tụi mày đánh đấm cho đá, gãy cái xương sườn, rồi ra đi. Có bao nhiêu nghề mà chúng mày không làm? Đấy. Nó bù thêm. Cái công cụ này nó khác biệt với so cái công cụ Ripple Edit Tool ở chỗ nào? Các bạn để ý. Công cụ này có thể các bạn kéo nó sát lại cái phân đoạn ở phía trước liền kề nó. Nhưng mà cái công cụ này thì chúng ta không thể kéo sát. Đấy, nó bù thêm những cái khoảng thời gian mà bị cắt và dịch dời chứ nó không có thể sát. Còn nếu như các bạn dịch dời cái phân đoạn cuối này ra xa xa hơn cái tổng thời lượng của clip thì cái công cụ này nó cũng không kéo tới nha các bạn. Tối đa là bằng cái clip, bằng cái thời lượng của clip là đây. Thời lượng của clip là 1 giây, 1 phút 16 giây 14 frame. Đấy, các bạn để ý nha. Không có thể kéo rời ra tiếp. Đấy. Đúng cái thời lượng mà của clip thôi. Và tiếp theo đó là cái công cụ Ray Stress Tool. Công cụ này có nhiệm vụ đó là làm nhanh hay chậm cái phân đoạn phim của chúng ta. Ví dụ như giờ cái phân đoạn này, các bạn chọn vào công cụ này, kéo ra phân đoạn này, mình sẽ cho nó chậm. Chậm thì các bạn phải kéo nó ra. Đấy, kéo dài ra. Đó là chậm. Ví dụ như giờ mình muốn cho nó nhanh. Đấy, đó là cái công cụ Rest Stress Tool. Và tiếp theo là công cụ Razor Tool. Thì hồi nãy mình đã giới thiệu đó là cắt phân đoạn. Tiếp theo đó là cái công cụ Slip Tool. Các bạn để ý hết trên cái màn hình của program. Công cụ này thì nó thay đổi cái mask in và mask out. Mình cần Ctrl Z nhé. Giờ các bạn để ý này. Mask in của chúng ta. Đây. Đây là mask in của chúng ta.
và mat out là đây. Giờ mình dùng cái công cụ này, các bạn để ý nè, cái màn hình bên tay trái của các bạn đó là mat in, và màn hình bên tay phải các bạn đó là mat out. Giờ các bạn thấy nè, đấy, nó có sự thay đổi. Đó, khi chúng ta dịch chuyển cái mat in của chúng ta và mat out. Đấy. Đây là khi chúng ta không sử dụng cái công cụ đó. Và công cụ tiếp theo đó là cái công cụ slide tool. Công cụ slide tool. Mình chọn vào slide tool. Các bạn để ý nha. Giờ mình sẽ dịch chuyển cái skin timeline tới vị trí này. Đấy. Và mình chọn cái công cụ đó là slide tool. Và mình kéo nó ra đây. Các bạn thấy có 4 màn hình. Màn hình bên tay trái, hai cái màn hình bên tay trái đó là mat in, và hai cái màn hình bên tay phải đó là mat out. Thì mat in, cái màn hình ở phía dưới là cái mat in gốc, và khi chúng ta dịch chuyển bằng cái công cụ này thì nó sẽ thay đổi bởi cái hình ở phía trên. Giờ mình thả ra nhé. Đấy, giờ nó sẽ thay đổi. Đấy. Thì đó là cái thuộc tính của hai cái công cụ này. Nó dịch chuyển thay đổi cái mat in và mat out của clip chúng ta. Và đặc biệt khi chúng ta dịch chuyển thì thời lượng nó không thay đổi. Các bạn để ý nhé, thời gian nó không thay đổi. Tiếp theo đó là công cụ Pen Tool. Thì công cụ Pen Tool này nó có nhiệm vụ cũng giống như hồi nãy cái công cụ Selection Tool, mà chúng ta fade in và fade out cái đường audio. Các bạn lăn con chuột cho nó phóng lớn cái sóng của chúng ta. Các bạn dịch chuyển trỏ chuột để sao cho cái mũi, cái ngòi bút của chúng ta nó hiển thị cái dấu cộng, và các bạn nhấp vào. Và các bạn kéo nó xuống. Đấy. Và các bạn để ý cái volume nó tăng dần. Và giảm dần. Thì đó là cái công dụng của Pen Tool. Tiếp theo đó là Hand Tool. Thì công cụ Hand Tool thì nó cho chúng ta dịch chuyển cái vùng làm việc của chúng ta này, vùng timeline này, dịch chuyển, nhưng mà cái màn hình của program nó không thay đổi, nó không làm thay đổi cái clip của chúng ta. Nếu như các bạn dùng công cụ đó là Selection Tool, các bạn dịch chuyển này, nó sẽ thay đổi này. Thì công cụ Hand Tool nó sẽ không thay đổi. Đấy. Và công cụ cuối cùng đó là công cụ Zoom Tool. Nó zoom cái vùng làm việc của chúng ta. Và cái zoom lớn nhất đó là khi các bạn thấy thấy cái thước của chúng ta hiển thị cái gạch ngang này, đó là hiển thị frame, đó là zoom lớn nhất. Để zoom nhỏ lại thì các bạn ấn phím internet
và nhấp thì nó sẽ zoom nhỏ lại. Thì đó là cái những cái công cụ của phần mềm Reamer Pro CC 2015. Thì trong đó các bạn để ý cho mình cái công cụ đó là Link Selection. Đây. Khi các bạn chọn vào không bật tin nó lên thì các bạn chọn vào những cái đối tượng thì video và audio nó không liên kết với nhau. Còn mình bật tin lên thì nó liên kết với nhau. Còn đây là những cái con mắt hiển thị. Đấy, các bạn muốn tắt đi thì nó sẽ ẩn trên cái bên no program này. Và đây là mình tắt cái âm âm lượng. Đấy, nó sẽ không có âm thanh. Và đây là solo. Solo này thì khi các bạn có nhiều track audio thì các bạn muốn solo một cái track nào đó thì các bạn bấm vào đây. Đó, hoặc là muốn tắt thì bấm vào đây. Hoặc là các bạn khóa. Khi các bạn khóa thì các bạn sẽ không chỉnh sửa được trên cái timeline này. Thì đó là những cái công cụ của phần mềm Premiere Pro CC 2015.